Vâng, đúng là một tiết mục rất là độc đáo và đặc sắc ạ. Và theo như tôi thấy thì tiết mục này là nó chứa đựng rất là nhiều ý nghĩa về cuộc sống, sinh hoạt và nghệ thuật của Tư Tưởng Mông ạ. Bạn nào là không biết được các bạn ai là người ra đại diện để thuyết trình cái yêu tiết mục này vậy? Xin chào tất cả các bạn học sinh, sinh viên đang học tại Hà Nội và các tỉnh các bạn chị ạ. Bài múa của bọn em là chủ yếu nói về cuộc sống của người Mông của chúng ta ngày xưa và kể cả bây giờ tại các vùng sâu vùng xa thì cuộc sống của chúng ta đều rất là khó khăn và quanh năm suốt tháng thì chúng ta vẫn rất là cố gắng trong việc làm nương làm rẫy để Tết sẽ có một cái Tết thật là ấm no. Và đây thì bài múa của bọn em thì chủ yếu là nói về cuộc sống và để có một cái Tết thật là ấm no, thì mọi người đã rất là chăm chỉ trong việc lao động. Xin được cảm ơn các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Bên Nhà Mông được thể